DJ. Nhưng cũng cố à, không nên chạy lâu nữa. Panadol là nó bị không, nó không. Và từ đó về sau đó, mình cũng đó. Bỏ thôi như này à. Người ta không để ý nhưng mà người ta cũng phải bước qua chỗ này à. Người ta đẩm qua chỗ này là à, là được à. Sát trùng cái bàn chân của con người mình đó. Đây tất cả cái trang trại của à Thầy Trung à, đây, tất cả trang trại trong mình đấy, trang trại các bạn. Đúng anh là lúc nào cũng được nghe nhạc không ạ? À nhưng mà nhạc châu hưởng thôi chứ không có giống như vậy miếng vò ở Nhật Bản hả? Đúng rồi. Ở dưới Lào anh nó đẻ nhiều lắm à, em vô mà em thấy ngợp luôn. Ừ. Tơ này em thấy có vú không? Gần đến ngày sữa, gần đến ngày sinh là nó sẽ phát sữa luôn đó. Nhưng mà có con nó phát sữa là 80% thôi em, chứ còn 20% nhiều con nó không phát sữa đâu. Còn mang con anh dưỡng lại, con này là họ liền làm xong anh dưỡng lại giống. Chú xem, một là chú thấy ngay cái lông nó dài dài không? À. Lông dài, lông trắng trắng dài dài, cái lỗ trên cùng là lỗ đái. Lỗ chính giữa cái dính phăng phăng đó là lỗ âm đạo. Lỗ thứ ba là lỗ đít à, à chú để ý nha. Ba lỗ đó, rồi đó là con cái. Bây giờ con đực hay là lỗ đít, đây chú xem nó có hai lỗ thôi à. Lỗ phăng á, lỗ phăng ra đang ra đó và lỗ dương vật thôi là nó có hai lỗ thôi là con đực rồi. Nên chính vì phân biệt cái đó là mình từ cái con mới đẻ ra mình vẫn phân biệt rồi. Con này 8 tháng mấy thôi nhưng mà nó bầu sớm em. Nè, 8 tháng mấy rồi bây giờ nè, 4 rồi thấy không? Em thấy nè, để sắc dữ quá, sắc em đang bầu bầu mẹ thấy không? Gần sinh rồi. Mà cái tí nó lớn rồi. Nè, sắc thấy không? Nhìn vui nè anh mà. Nhưng mà em phải biết nha, bây giờ biết tại vì lúc nó bị cắn nhiều nha. Ban đầu á là em cho nó uống cho anh là cái loại Panadol. Vậy vì sao? Cái lúc nó cắn mới cắn nhau nhiều như thế này á là con dúi nó sẽ bị đau, nó sốt. Thế thì em cho uống Panadol giảm đau. Giảm đau cho nó rồi. Xong là bắt đầu em lại dùng cái một ngày rồi, dùng một ngày hai lần Panadol. Xong tiếp tục ngày thứ hai em quất cho nó cái loại amoxicillin chống viêm nhiễm. Cái ngày thứ ba cũng vẫn amoxicillin, nhưng mà ngày thứ tư là những cái vết thương mà nó bị không, nó không liền thì nó không khô thì nó sẽ dẫn đến viêm mủ. Viêm mủ lúc đó em dùng cho nó 3 ngày liên tiếp amoxicillin rút mủ. Thì cái lúc mà con dúi nó chỉ cần là nó ăn thôi, nó không bị sốt, nó không, nó giảm đau thì nó sẽ xấu. Còn vết thương mình sẽ trị sao? Để nó như thế. Cho nó ăn được. Đúng rồi, mình phải để cho con dúi nó ăn được. Cái hạn chế để mình làm không, em cứ để cho nhiệt độ
lạnh. Mấy chung nó vừa mới nghe mới bắt ra không nè. Cái đồ nó lạnh đúng không? Ừ. Đi nó lạnh. Cái này xúc. Mình thấy cái thức ăn, ăn được, mình bỏ qua. Được chưa? Cái thức ăn này không bị hư. Mình bỏ qua cho nó. Cái này liếm xương, em bỏ riêng ra. Rồi, em để lại cái này cho nó, em đùa cái này đi. Được chưa? Rồi, đùa cái này đi, em để lại. Em để lại cái này, ví dụ như con dưới mà nó nóng thì nó đùa rồi này nó nằm. Nó nằm thì nó lên đây nó nằm. Đấy là khắc phục cái hạn chế. Anh em làm chuồng mình cũng phải suy đi xét lại. Và cái này mình phải hiểu được cái tập tính của con dưới. Chứ không phải là con dưới tháng người ta làm để mình đỡ dụng chuồng. Và cái thứ hai anh nắm như thế này, cái con dưới này nó đau bụng đúng không? Nó tiêu chảy. Nó đã con ra. Cái đường luồng của em đi, em để ra. Em đi em đưa hết chuồng luôn. Dạ. Em mang cái mầm bẫy đi. Đấy là cái mình không đánh đủ ra nó là cái con dưới nó đang bị tiêu chảy luôn. Tre em vẫn cho nó ăn mình được. Đang muốn vẫn để nó muốn này muốn bán không sao hết. Nhưng mà em cho ăn cái này nữa này thì nó sẽ chết hơn. Không, nó là gần cô đường. Con người mình phải tiêu chảy mà đưa vô đường hết là rồi. Tiêu chảy nhanh chết hơn. Đấy là khi mình sử dụng thuốc mình cũng phải biết em ạ. À. Nếu bình thường con dưới nó bị nhẹ, em có thể dùng men hỗ trợ cho nó. À. Dùng cái men này để hỗ trợ. Men của trẻ em. Đấy, men này. Em hỗ trợ. Nhưng mà đây là người uống được rồi. Thì tất cả thuốc của anh là thuốc người này. Em nhìn thuốc người hết. Thuốc người hết. Mua là mình mua nguyên hộp á, để sử dụng nhiều. Uống hả? Đang bị đi đang bị à? Người là phải dùng hai ấy em à. Người phải dùng hai ống. Một ống không đủ đâu. Người lớn để đi xin một ống thôi, người lớn để hai ống. Đấy. Đây. Cái thuốc này. Thuốc trị bệnh cho con dưới. Đây nó quan trọng. Đây nó rất thích con dưới. Đây. Khi con dưới nó bị đau bụng thì mình dùng cái loại này kháng sinh đi bổ bụng nạn á, nhẹ thì mình lại dùng cái hộ men hỗ trợ. Nhưng mà nạn thì không thể dùng cái men nữa rồi. Dạ mình phải dùng cái này. Cotrim Sayo 960. Cái loại nó có hai loại, một là 480, hai là 960, nhưng mình dùng cái này để mình phân liều. Những người những con bị nạn thì mình dùng theo cái trọng lượng của cơ thể của con dưới. 5 lượng hàm lượng thuốc khác. 1 kg hàm lượng khác, 2 kg hàm lượng khác. Dùng cái đó xong rồi con dưới bị đau bụng mình ngưng mía này thì nó lại mắc nước. Nó đau bụng nó mất nước anh ạ. Nó mất nước thì buộc mình phải dùng cái Orezon để bù nước. Dạ, dùng Orezon bù nước cho nó và dùng đúng cái hàm lượng thuốc kháng sinh thì nó sẽ cầm. Dạ. Nhưng mà khi dùng thuốc thì cố gắng làm sao dùng cho đủ 3 lần. Mình phải dùng 1-2 lần. Nếu 1-2 lần nó bớt rồi thì tiếp tục cho uống lần thứ 3 hàm lượng nhẹ hơn một xíu để tránh trường hợp là nó kháng thuốc. Dạ. Đấy. Cái đây là dầu mùa u hả? Dầu mùa u để xuất vết thương phải không? Dạ không, cái xuất vết thương thì mình lại dùng cái này, cái loại quần Bobi này. Quần Bobi Don này. Ừ. Dạ, nhỏ vết thương. Đấy. Nhưng mà khi mà nó bị vết thương rồi thì khi mà nó bị nạn như cháu nói hồi nãy á, là một là mình cho uống thuốc cái loại thuốc trong này là cháu nói rồi thì mình phải dùng tránh lại mà. Cái khi nó bị mới cán nhiều vết thương quá thì chú phải dùng cho cháu là cái loại đây là cháu hết thuốc đó rồi, cái loại panadol. Panadol đó. Dạ, dùng panadol xanh. Panadol là hạ sốt giảm đau. Giảm đau hạ sốt. Khi dùng panadol rồi thì tiếp tục ngày thứ hai mình sẽ dùng amoxicillin. Để dùng cái amoxicillin cho nó. Dùng
tiết cho amoxicillin. Dùng cái này để cho chống viêm, dùng cho 2 ngày liên tiếp rồi bắt đầu ngày thứ tư á, ngày thứ tư thì những cái vết thương mà nó không bị liền, nó không bị khô, nó không khô lại mà nó ướt thì nhất định những cái vết thương đó nó sẽ lên mủ. Cái vấn đề mủ hơn thì cái amoxicillin thì nó không bằng cái loại ampicillin. Ampicillin thì nó dùng nặng hơn, dùng cho nó ampicillin. Dùng ampicillin thì mình quất liên 3 ngày liên tiếp. 3 ngày liên tiếp thì coi như cái vết thương nó sẽ, những cái vết mủ nó sẽ khô. Và từ đó về sau thì cứ dùng cái ampicillin. Nếu những cái vết thương nó bị nặng thì mình dùng, mình rác bên ngoài vết thương. Còn mình vừa cho uống, nhưng mà cho uống chỉ được 3 ngày thôi, không cho uống nữa. Còn lại là mình trị vết thương bên ngoài. Và dùng cái này để rác vết thương, rác vết thương lên cho uống. Thì những cái vết thương thì dần dần nó sẽ khô. Và thứ hai nữa là trong cái người nó đã chứa rất nhiều cái ampicillin rồi, tại nên mình không nên cho uống nhiều nữa. Rác vết thương bên ngoài. Và rác vết thương bên ngoài khi mà mình, những cái vết thương mình bị nặng thì có uống là phải dùng cái này. Mặc dù nó hỗ trợ mình được, mình dùng cái kéo, cái dao cạo, mình cắt hết cái vết thương nó đi, cắt hết cái những cái lông xung quanh vết thương đi để tránh viêm nhiều. Còn những cái con mà nó bị thương nhiều quá rồi á thì buộc phải mổ, phải dùng dao mổ hết, mổ rồi xong bắt đầu dùng sẹo cái kim, dùng sẹo chỉ may, dùng cái chỉ may này mình may lại cho nó, dùng chỉ may tất cả là của người kim may, chỉ may dùng lại may lại để may lại cho nó bao lần. Dạ đúng rồi. Dạ đó. Tất cả là cái đều dao mổ thôi, hay là của người hết. Đây dao mổ. Hạn chế dùng chích, không nên chích. Mà ví dụ như những cái con mà nó kiệt sức quá thì mình không dùng thuốc của người, thì mình dùng thuốc của thú. Nếu mà kiệt sức quá thì mình có thể là dùng cho nó một cái thuốc này để hỗ trợ cho nó. Thuốc này nó là cái thuốc mà đang tăng cường sức đề kháng, hồi phục sau khi bệnh kích thích tan tẩu. Đấy thì dùng cái này, nhưng mà mình không nên chích. Mà như em là thuốc, đối với thuốc thú y á, thì thuốc này thì mình có thể là gì, cái thuốc chích của nó thì mình hòa ra cho uống được, nhưng thuốc uống của nó không thể chích được đó, nên là tốt hết là hòa ra cho uống, hòa nó ra rồi cho uống. Đấy nó như thế, hòa ra đấy cho nó uống trực tiếp đấy, chứ không nên, mình không nên chích. Đấy, đó. Tất cả là dùng thuốc của người đó. Chỉ mai của người em mua là tất cả là đồ của người hết, chỉ này, chỉ mai đây, kim mai, dao mổ là đầy đủ hết. Còn thuốc là tất cả là phải dùng của người, tránh cái trường hợp mà nó càng bị dòi. Nếu con dòi thì mình cũng có, cũng ampicillin, bilicillin chứ đâu có thứ gì khác hơn hả? Dạ, có bị dòi. Dòi thì tổng hết là mình rạch cái vết thương nó ra. Rạch cái vết thương nó ra rồi xong bắt đầu là mình vệ sinh hết. Chưa hết, lấy kẹt gấp hết những con dòi ra. Rồi bắt đầu là mình lại dùng oxy già. Ngoáy hết cái chỗ đó để bắt hết những con dòi ra. Và sau đó là bắt đầu mình lại sử dụng cái này. Khi nó sắp vết thương rồi xong đó là mình không. Dưới đó thì có cái loại đít rồi đấy, cái này đít mà đó mình sử dụng coi như. Vâng, xin cảm ơn đốc, xin tham gia các bạn và xin các bạn ủng hộ kênh YouTube Bơ Thanh Long Vlog để Thanh Long Vlog tiếp tục làm những video những thức ăn bổ trợ sức khỏe và không bị đau bụng cho nuôi vui, và những áp dụng những con thú cưng khác thì xin hãy ủng hộ kênh YouTube Thanh Long Vlog, xin tham gia các bạn. Các chuẩn bị nuôi dưới